Once more, let's give them a round of applause for that entertaining dance. The next event will be a short act, scripted and prepared by the students of Brunei. Please give them a few minutes as they stand on the stage for their act.
And while they set up the stage, let me tell you a bit of what the story will be about. Vâng, sau đây một màn biểu diễn nó là một kịch hết sức kịch tính và nó có những hướng hành động để đảm bảo cho sự chú ý của chúng tôi. Xin phép chuẩn bị sân khấu ít phút. The story is called The Legend of Asmara and Mutiara, or known as Lumutlunting. It's a story of a cockfight between Majapahit, known today as Indonesia, and Brunei. The story was said to have taken place during the first sultanate of Awangalak Mutatar around the 14th century. Vâng, vở kịch được mang tên Huyền thoại của Asmara và Mutiara, hay còn được biết đến với tên gọi là Lumutlunting, là một câu chuyện xoay quanh màn thi chọi gà giữa Majapahit, ngày nay là Indonesia, và Vương quốc Hồi giáo Brunei. Cái sự kiện này được diễn ra vào thế kỷ 14, và sau đây trên sân khấu sẽ tái hiện lại lại hành cái sự kiện này trên sân khấu. Mọi người trên sân khấu được sáng trước ạ. Now that everything is set, let us give them a warm round of applause to the stage, and we hope that you'll enjoy the show. Thank you.